Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 87, cách phòng thủ dị biệt của loài ong mật Nhật Bản. Video này ghi lại được cảnh một con ong bắp cày đang đột nhập tổ của một đàn ong mật. Tuy nhiên, không giống như các loài ong mật châu Âu, những con ong mật Nhật Bản này có một cách phòng thủ cực kỳ khác biệt. Đầu tiên, một con ong cảm tử sẽ hy sinh mạng sống của mình để giao chiến với con ong bắp cày, đồng thời ra hiệu cho đồng đội là có kẻ gian đột nhập. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, cả đàn ong sẽ lao vào tấn công kẻ đột nhập. Tuy nhiên, vì lớp vỏ ngoài của ong bắp cày rất cứng nên đàn ong mật không thể nào chích xuyên qua được. Điều này đã xảy ra trong nhiều năm, khiến cho đàn ong mật phải sáng tạo ra một cách phòng thủ hoàn toàn mới lạ, đó là chúng sẽ vây kín con ong bắp cày như một quả bóng và cùng nhau rung lên để tạo ra mức nhiệt độ đủ để nướng chín con ong bắp cày phía bên trong. Theo các nhà động vật học, hành vi này chỉ thấy ở một số loài ong mật châu Á. Điều này lại một lần nữa cho thấy ong là một loài cực kỳ thông minh với khả năng sáng tạo và cùng nhau tác chiến siêu hiệu quả của chúng.